Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h. giờ à, Từ các bạn trong các video trước thì Kiều Anh đã chia sẻ tới các bạn công dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm là nhân sâm tươi Hàn Quốc. Nhưng vẫn còn khá nhiều khách hàng thì thắc mắc rằng ở những ai nên và không nên sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi. À, và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giải thích rõ hơn tới các bạn. À, chúng ta thì đều biết là nhân sâm tươi mang lại những công dụng tốt cho sức khỏe. ở thế nên là với những trường hợp dưới đây thì có thể sử dụng được nhân sâm tươi. ở thứ nhất phải kể đến là người có sức khỏe và sức đề kháng yếu. Adatogen có trong nhân sâm thì giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách là tăng số lượng tế bào bạch cầu và kháng thể trong máu. điều này thì sẽ giúp bạn là chống lại được cảm lạnh và nhiễm trùng khác. thứ hai ở những người hay bị stress ở chất ginsenoside tìm thấy trong nhân sâm tươi Hàn Quốc thì có thể là làm tăng sự tỉnh táo, cải thiện tâm trạng và khắc phục tình trạng tình khí thất thường. Ở vì vậy mà sản phẩm nhân sâm tươi là loại thảo mộc tuyệt vời trong việc là chống trầm cảm. thứ ba, người muốn ngăn ngừa bệnh tiểu đường. ở bởi nhân sâm Hàn Quốc thì có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. ở thế nên là những người mắc bệnh tiểu đường khi sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi thì vô cùng tốt. Ờ, đối với người lao động trí óc tập trung trí tuệ cao thì cũng nên sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi ờ, đối với bệnh nhân ung thư thì nhân sâm tươi Hàn Quốc có chứa chất ginsenosid như kiều anh vừa kể trên là một trong những chất có khả năng chống ung thư ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tiếp theo là đối với nam giới yếu sinh lý nhân sâm thì có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự cương dương và làm tăng số lượng cũng như là chất lượng tinh trùng. Nam giới thì có thể sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc để điều trị chứng rối loạn chức năng cương dương. Đối với người hay hút thuốc lá, uống rượu bia. Các thành phần gingenozid có trong nhân sâm tươi thì có chức năng là đào thải độc tố, giúp đào thải những mầm bệnh ra khỏi cơ thể. Với tác dụng chống viêm của sản phẩm nhân sâm tươi này thì có tác dụng là giúp tuần hoàn máu, tránh được các bệnh do bia rượu gây ra hay là các bệnh liên quan về gan, phổi, đối với phụ nữ muốn cải thiện làn da, các thành phần saponin có trong nhân sâm thì sẽ giúp thúc đẩy quá trình tái tạo máu, cũng như là tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông, nên giúp cho làn da của chúng ta luôn căng hồng tươi sáng, giúp làm mờ vết thâm nám cũng như là hạn chế tàn nhang. Đối với người muốn phòng bệnh tim mạch, thì nhân sâm tươi Hàn Quốc còn có tác dụng là làm cho huyết áp cao trở nên bình thường và ngược lại. Ở nhân sâm thì giúp cho máu của chúng ta lưu thông tốt hơn và ngăn ngừa sự kết dính tiểu cầu là nguyên nhân chính của bệnh tim mạch cũng như là xơ vữa động mạch. Ngoài ra thì cũng có những trường hợp không nên sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc. Ở nhân sâm Hàn Quốc tuy là loại thuốc bổ khí đầu vị, ở song không phải là mọi đối tượng thì đều có thể sử dụng được sản phẩm này. Ở đặc biệt nếu như bị đau bụng tiêu chảy, ở dùng sâm tươi Hàn Quốc thì có thể là gây nguy hiểm. Người bị nôn mửa, trào ngược, tăng huyết áp thì cũng không nên sử dụng bởi vì nhân sâm tươi Hàn Quốc thì lúc đầu có tác dụng tăng huyết áp, sau lại hạ. Do vậy nếu như các bạn đang ở trong tình trạng tăng huyết áp, dễ dẫn đến tai biến mạch máu não. Ở phụ nữ trước ngày sinh thì cũng không nên sử dụng sản phẩm nhân sâm tươi. Đối với người hay mất ngủ nhưng sức khỏe yếu mà muốn dùng sâm thì nên dùng buổi sáng với liều lượng thấp, khoảng 2 cho đến là 3 g trên một ngày và cần lưu ý rằng không dùng lô sâm đầu núm dễ củ sâm vì có tác dụng là gây nôn cũng như là không nên dùng kèm với vị lê lô và ngũ linh chi. Ở trẻ em cơ thể yếu, kém ăn, chậm phát triển về thể lực và có tinh thần không tốt thì có thể là sử dụng nhân sâm tươi này. Tuy nhiên là không nên quá lạm dụng cho trẻ em. Ở như vậy thì chúng ta chỉ cần lưu ý một vài điểm như Kiều Anh vừa kể trên thôi thì chúng ta đã có thể là tận dụng được hết những công dụng từ sản phẩm là nhân sâm tươi đến từ Hàn Quốc này rồi. À, với một sản phẩm nhân sâm tươi thế này thì các bạn cũng có thể là sử dụng chế biến với các món ăn khác nhau à, chẳng hạn như là chúng ta pha trà hầm gà hay là sâm ngâm mật ong sâm ngâm rượu à, với những uh, cách chế biến như vậy thì chúng ta có thể là tận dụng được hết công dụng của sản phẩm nhân sâm tươi đến từ Hàn Quốc như thế này với những công dụng tuyệt vời của sản phẩm nhân sâm tươi đến từ Hàn Quốc à, thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang đến sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ Tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng ở chưa biết mua sản phẩm nhân sâm tươi này ở đâu thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nhân sâm tươi đến từ Hàn Quốc. À, hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Oanh xin chào và hẹn gặp lại.